Hello everyone, nice to meet Hello you. Nice to meet you. Xin chào tất cả các con thân mến. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong buổi luyện tập âm nhạc. Hello everyone. Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi chúc tất cả các bạn, các con thân mến, một tháng tư thật là nhiều thành công nha. Hôm nay là ngày đầu tháng đúng không? Không biết có bạn nào mới ngày hôm nay không ta? Is there anyone new today? Có bạn nào mới không? Có thể comment cho thầy biết chữ yes được không hả? À, Hồng Hiếu mới hả? Ôi trời, Hồng Hiếu mà mới thì chắc ai cũ nữa trời ơi. Thanh Hà hả? Ok, yeah, thank you very much. Ok, Đình Bách nữa hả? Ủa gì Đình Bách mà mới hả? Mai Diệp Thịnh Phát, có thể mới nè. Ok, Hà Linh, thì sao? Toàn những người cũ không? Thôi được rồi. Xin giới thiệu với tất cả các con, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học luyện phát âm mang tên là này nè. R-A-E. Rồi, R-A-E là cái gì vậy? Mà các bạn có mới có nghe rõ không ha? Ok, hello Gia Hưng, xin chào con nha. Do you hear me clearly? Yes or no? Can you hear me clearly? Yeah. That's right. Thank you very much. Nghe được là tốt, bởi vì bây giờ mình chuẩn bị chơi trò chơi. Chúng ta sẽ chơi trò guessing game. Guessing game. Guessing game. Các con sẽ nghe những gợi ý. Nếu mà mình biết câu trả lời, mình hãy giơ cái tay của... À không phải giơ tay, mà là mở micro. Mình trả lời lẹ thiệt lẹ giùm thầy nha. Đó, mở micro. Thí dụ bây giờ thầy đếm 1, 2, 3. Các bạn mở micro nói chữ yes xem nào nè. Are you ready? 1, 2, 3. Yes! Yes! Yes, that's very good. Đúng rồi, đó chính là tinh thần của cái lớp này đó các bạn. Rồi, chuẩn bị nha. Ai biết mở micro nha. 1, 2, 3. Go. Ok, clue 1, this is a noun. Đây là một danh từ gồm có 3 chữ cái. Các con đoán coi nó là những cái gì nào? Ok, quite a lot, right? Trời ơi, chưa đoán được không? Quá trời. What about clue number 2? You put chocolate in it. Who knows? Who knows what it is? Bar. No. What? Các con ơi, bar là cái thanh sô cô la, thầy đồng ý, nhưng mà làm sao mà mình bỏ cái thanh sô cô la vô cái thanh được, đúng không? Vậy thì mình bỏ sô cô la vào cái gì con? Mình chứa sô cô la, mình đựng sô cô la trong cái gì? A bag. A bag cũng có lý. Ok, what else? Anything else? A what? A cup. A cup cũng được. Trời ơi, bỏ sô cô la trong cái ly luôn hả? Ok, now. Sô cô la trong cái ly rồi làm thành sô cô la. Ok, a jar. A jar là cái lọ hả? Ok, now class, look at the picture. Look at the picture. Hey. What is it? What is it? A box. That's very good. A box. That's right. Thank you. Now, class, turn on your mics and say box. Box. Now, everyone say box. I want to hear you say louder. Box. So you are very good. This is a box. Thank you. Now we go to question number 2. Hey class, what is it here? It's an animal. Okay, who knows? Please turn on your mics and tell me. An animal. An animal. Dog. All right, very good. Okay, so everyone is correct. But now let's take a look at clue 2. Hey, it can fly. It can fly. Bird. Is that a bird? Fly. Yes, a fly. Maybe. It's not a bird.
It's not a bird. Why? It has three letters. It's not a bird. You see, one, two, three. Okay, it's a fly. It's a fly. What else? A bat. Okay. What else? A fly. Eagle. Excuse me, can it be eagle? Here, it has only three letters here. How could it be eagle, right? Not eagle. A bee. Yes, I agree. Bee. Yes. Bee. What else? Con ong đúng không? Bee. Bee nè. What else? Fly. What else? Bat. What else? An owl, yes, an owl. A dog? Can a dog fly? No. Don't worry about that now. We look at glue three. Look at the picture. Hey, A bat. Very good, a bat. Okay, now everyone, open your mouth like this. Bat. Bat. Hồi nãy cái hộp đọc sao mấy con? Đọc lại nè. Đọc lại đi, cái hộp. Còn cái này mình mở cái miệng mình banh ra. Bat. Bat. Mở micro lên đọc thì nghe coi. Bat. Yeah, that's it. Very good. Now we go to question three. Hey, what is it here? It's a noun. Can you guess what it is? It's a noun. Có ba chữ thôi, chỉ có ba chữ thôi, dễ không? Trời dễ quá trời, nhưng mà có vẻ hơi khó đúng không? Bat. You use it to catch fish. Là gì mấy con? Catch. Cat. Đâu bạn nào nói cho thầy coi, you can use it to catch fish. Catch fish là gì? Cat. Bạn có dùng để bắt cá. Đúng rồi, bạn dùng nó để bắt cá. Mình dùng cái gì để bắt cá mấy con? Ba chữ. Okay, có vài bạn trả lời đúng rồi đó. Some people get it correctly. Next. Now, look at the picture. What is it here, class? What is it here? Net. That's very good. Now, class, say three times for me. Net. Trời dễ quá đúng không? Nói lại cho thầy cái hộp nói làm sao nè. Box. Mở cái miệng thầy chừa dọc cả con. Box. Box. Con dơi nói làm sao nè. Bat. Đúng rồi. Và cái lưới cá mình nói là rồi. Và đó chỉ mới là phần khởi động. Bây giờ thầy bắt đầu tính điểm nha, để coi bạn nào mở micro nhanh nhất nha. Và câu trả lời nhanh nhất được tính từ dữ kiện số 3. Okay, now we go ahead. Here it is, class. It's what? What is it? Sun. It's usually yellow or white. What is it? Sun. Mặt trời. What else? Sun. Mặt trời nè. Sun. What else? Star. Star, huh? Can it be a star? Moon. Can it be a moon? Sun. You know, we have three letters. No. Tụi con ơi, mình chỉ có ba chữ cái thôi, làm sao mà có thể là star hay là moon được, đúng không? Bởi vì star là S-T-A-R, bốn chữ cái. Làm sao mà được? Rồi, đây là một từ rất là khó. Từ này hơi khó một chút nha. Và nếu bạn nào... What? Bạc? Cũng được đi nhà bạn. Rồi, bây giờ mình coi dữ kiện số 2 nè. Mình coi dữ kiện số 2 và mình coi bức hình số 3. Bạn nào mà biết được thì cộng cho 2 điểm nha. À, egg. Có bạn hay quá nè, nói egg. Ok, right. Cũng có lưới nữa nha. À, egg. Egg, right. Fish. Fish. Okay, now class, look at this. You sleep on it. Bad. Ah, I see a
Yeah, đấy, thank you. Bed. Rồi, bed đúng không? Ủa mà con ơi, cái giường nhà con màu gì? Bed. What color is your bed? White. Red. White. Rồi gì nữa? Black. Ừ, có nhiều bạn giường màu brown. Có nhiều bạn giường màu blue. Có nhiều bạn giường màu black. Ủa, mắc gì màu yellow và white ở đây đúng không? Vậy thì có vẻ như không phải là bed. Now, bây giờ nha, look at the picture and... Who can tell me very quickly will be the winner. Now let's go. 1, 2, 3. Hey. A map. That's very good. It's a mat. Giỏi lắm các con ơi. Và các con có biết không, vừa rồi thì bạn Lã Bảo Ngọc đã là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất, cộng cho bạn Lã Bảo Ngọc 2 điểm. Các con ơi, đây là tấm chiếu. Chiếu nha, chiếu đó, tấm chiếu đó. Mình có thể ngủ ở trên đó hoặc là mình có thể trải ra để mình chơi đúng không? Hay là mình trải ra để mình ăn uống cũng có. Hay là mình trải ra để mình ở trong các chùa đó, người ta trải ra để mình quỳ gối lên đó cho nó đỡ có dơ. Nói chung đây là cái tấm chiếu nha. Mat. Mat. Mình mở cái miệng mình ra nè. Mat. Nào mời cả lớp đọc cho thầy đi. Mat. Okay, that's right. Rồi, tiếp tục nha. Bây giờ vẫn là phần thi tính điểm. We go to the next question. Mình chơi câu tiếp theo nha. Are you ready? Yes. Okay, come on, let's go. Okay, bạn nào no thì không sao, ngó cũng được ha. Rồi, class, this is in your room. It's in your room, 3 letters. Có 3 chữ cái thôi. Bed. Right. Sleep on it. Rồi bây giờ chuẩn bị mở mình ra. Bạn nào mà mở micro nói nhanh nhất là thắng này nha. Chuẩn bị này nha. 1, 2, 3. Đúng rồi. Và vừa rồi thì bạn trả lời đúng và nhanh nhất là bạn Huỳnh Diệu Tô. Yes, please. My name is Budingbaum. Budingbaum. Yes, that's not my name. Okay, that's not your name. You can change it. Yes. You can change your name. Okay. Bảo, but I know. Can't. Yes, I know you. I know Budingbaum. Thank you so much. Don't worry about that. Rồi, các con ơi, Bảo ơi, con cứ đổi tên đi ha. Thầy biết tên con rồi, yên tâm nha. Rồi, các bạn ơi, đây là bed. Okay. Now we go to the last question. The last question of the warm-up game. Hey, what is it here? Câu này hơi khó nha, 4 chữ cái. It's floor. Bốn chữ. Nhà thơ đợi tôi em. Eagle. Ủa mà mấy con ơi, slippery là cái gì vậy? Slippery. Slippery là gì con? Trơn trượt. Trơn trượt, đúng rồi. Cái này là cái gì đó mà nó trơn trượt. Snowy. Snow. Ờ được. Có gì nữa không? Snowy. No, snow thì chỉ mới snowing. Okay. Snow. Okay, cái gì trơn trượt ta? Cái gì mà mình đi lên đó là mình có thể bị té? Cái gì ta? Cái gì nhỏ? Mà khó quá vậy ta? Cái gì mà trơn trượt? Banana. Ice. Banana. That's right. Banana peel. Bananas peel. Đúng không? Rồi, what else? Road. Có bạn Hồng Vân. Nào các con, look at blue number 2. Hey class, it's green. Cái gì mà màu xanh lá cây mà nó trơn trượt ta? Cái gì ta? Cái gì khó? Grass. 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 Cũng có leaf. 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 Ờ, thầy đồng ý là cỏ, cỏ cũng màu xanh nhưng mà cỏ nó không có 4 chữ cái con. Cỏ là G-R-A-S-S, 5 letters, grass. Rồi có bạn nói là leaf, cái lá đúng không? Ủa cái lá mà trơn hả? Cái lá sao trơn ta? Gold hả? Gold là gì? Road. Road là con đường hả? Con đường sao màu xanh? Triple free. Bow. Bow là gì? Teacher.
Road. Road, con đường đúng không? Road là con đường. Ủa con đường sao màu xanh ta? Con đường màu đen. What else? Con đường sơn màu xanh lá không thầy? À, con đường sơn màu xanh. Trời ơi, con đường này nó ngộ ha. Con đường sơn màu xanh lá. Mình đi vào. Cục xà phòng thầy ơi. Cục xà phòng. À, so. Cục xà phòng. Ok, maybe. Ủa yeah. Thầy, con đường sơn màu xanh lá. À, cục xà phòng cũng có lý ha. Rồi, bây giờ con ơi, cái này quan trọng nè. Look at the picture and tell me very quickly. Let's see who first. Look at the picture. Hey. Rock. Not rock. Hey, có một bạn nói đúng rồi. Hình như là bạn Hồng Vân. Nói lại đi Hồng Vân. What is it? Hiếu cũng nói đúng luôn. Yeah, moss. Giỏi lắm. Ủa mấy con ơi, moss là cái gì vậy? Moss là cái gì? Thầy nhìn thấy không biết moss là cái gì? Rêu. Rêu, đúng rồi đó con. Rêu nó cũng trơn nha. Đúng rồi, thường rêu nó mọc ở trên trên tường, trên đá. Nói chung là nó trơn. À, tụi con có biết không rằng là mình đi trên đá đó, mà trên đá mà có cỏ đó thì không sao hen. Mà trên đá mà có rêu đó nha là phải cẩn thận, té như trời đó. Rồi mấy con, quan trọng là mình đọc giùm thầy cái chữ rêu nè. Mở miệng ra theo chiều dọc nè các con. Hôm nay mình học phát âm là các con phải mở miệng ra phát âm nha. Đọc nè. Moss. Moss. Không phải moss, moss đâu nha. Lại đi, và thầy chuẩn bị gọi các con đọc cho thầy nghe đó. Nào các lớp đọc. Moss. Moss. Đúng rồi, đọc lại một lần nữa nào. One more time, class. Say moss. Rồi mấy đứa ơi, hãy nhớ lại ngày hôm nay ha. Chúng ta học phân biệt ba âm sao. Các con thân mến, hãy chú ý lên màn hình giúp thầy nha. Chúng ta có ba âm sau. Nghe thầy đọc mẫu và sau đó đọc lại. Thầy sẽ mời các con giơ tay đọc thầy nghe. Thầy có ba âm, thầy đánh số là 1, 2, 3. Ba âm này chúng ta đều mở miệng, nhưng cách mở khác nhau. Hãy nhìn nè. Number one, các con thấy chữ A và hai chấm này, chúng ta phải làm là hạ cầm dưới xuống thôi. A. 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 Nhớ chưa? A. Không có A nha, không có banh cái miệng ra nha. Mình chỉ hạ cầm dưới xuống thôi. A. A. Đọc theo thầy đi con. A. A. À, ok. Rồi, âm số 2 thì mình mới phải banh miệng ra. Tụi con thấy cái âm này nó giống cái miệng mình đang cười không? À, mình banh ra cho thầy nha, đọc nè. A. 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 Đó, thầy chuẩn bị gọi cái con đọc thầy nghe đó. A. Rồi vậy nha. Âm số 3 thì nó giống như chữ E. 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 Ok. E. Đọc lại số 1. Các con chuẩn bị. Thầy mở micro đó nha. Đọc. Mở miệng ra theo chiều dọc. A. A. Số 2 nè. A. A. Số 3 đi. E. E. Rồi, được không? Bây giờ đó, bạn nào sẵn sàng đọc thầy nghe thì hãy bấm cái nút giơ tay đi. Bấm cái nút giơ tay lên đọc cho thầy nghe để thầy chấm điểm. Nhanh lên. Cho 1 giây. Chỉ cho đúng có 1 giây thôi. À, ok. Rồi, anyone else? Ok, đọc cho thầy số 1 trước nè. Cả lớp mở micro đọc cho thầy nghe. A. Mở miệng ra theo chiều dọc nè. A.
Đúng rồi, giỏi lắm. Số 2 cả lớp đọc nè. A, mở miệng bự ra. A. Giỏi lắm, very good. Số 3 dễ quá đúng không? Number 3 is very easy. Đọc nè. E. E. So now, number 1, how do you say number 1? A. A. Chính này. That's very good. Number 2, say glass. A. Everyone. Rồi bây giờ từng bạn đọc cho thầy nha. Đọc số 1 nè. Diệu Tôm đọc số 1 thầy nghe. Thanh Hà chuẩn bị đọc Diệu Tôm. A. A. Very good. Hà đọc con. A. A. Giỏi lắm. Đức đọc con ơi. Hiếu chuẩn bị. A. Trí Đức. A. Đúng rồi đó. Mở miệng theo chiều dọc thôi. Đừng mở to quá nha con. Hồng Hiếu đọc thầy nghe. Aliza chuẩn bị. A. A. Yes, A nha. À Hiếu ơi con đừng có bể, để cho nó nhỏ quá. Con đọc O là nó ra chữ khác nha. Nào thả lỏng nè. A. A. À, nhưng mà cái đó hơi bự. Con thả lỏng miệng nè. Hạ cầm dưới xuống nè. A. A. Ok, A. A. Ok, thank you, very good. 10 điểm nào. Aliza mời con Trần Gia Bảo chuẩn bị. Say A. A. Very good. Gia Bảo please, Hà Ân get ready. A. A. Very good. Hà Ân mời con Trương Amanda say A. A. Very good. Trương Amanda please. Thủy Tiên get ready. A. A. That's right. Thủy Tiên please. A. A. Now cả lớp say A. 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 Thầy chuẩn bị sẽ mời bạn Đình Bảo, Tony Shark đó. Nào các con ơi, này mình nhớ cái âm số 1, number 1. Mình thả lỏng miệng mình không có cười, mình không có nói, mình không có chu miệng gì hết trơn á, mình thả lỏng cái miệng mình thấy chưa, thấy không? Đó. Rồi mình hạ cái cầm dưới xuống nè. À. Vậy đó nha. Còn bây giờ mở miệng to ra nào. A, à, banh ra. A. À. Được chưa? Mời cả lớp nào. A. À. A. À. Mở mặt, mở ra. A. À. Rồi, thank you. Now mời Đình Bảo đọc thầy nghe Thiện Vũ chuẩn bị. Thầy mời 10 bạn tiếp theo nè. Các con cứ giơ tay và để đó cho thầy. A. To ra Bảo nè. A. To nữa nào thầy nghe không rõ, chắc là do tín hiệu. Đọc lại. A. Đúng rồi, very good. 10 điểm nào. Mời Vũ Gia Hân chuẩn bị con. Phạm Hoàng Gia Hân đó. A. Đúng rồi, ok. Vũ đọc lại đi, thầy nghe không rõ lắm nha Vũ. Rồi, Vũ đọc lại đi con. A. À. Ok, thank you. Không rõ lắm nha, nhưng mà thầy nghe được loáng thoáng là cũng đúng rồi đó. Mời Gia Hân nha, Duy Anh chuẩn bị. A. À. Đúng rồi, mời Duy Anh chưa? Gia Hân. Gia Hân mời con lại. A. À. Đúng rồi, ok. Mời Duy Anh nào, Thiên Di chuẩn bị. A. À. A. À. Đúng rồi, mời Thiên Di nào, Thiên Bảo chuẩn bị nha. A. À. Đúng rồi, mời Thiên Bảo, Cao Gia Hân chuẩn bị. A. À. Thiên Di ơi, Thiên Di, Thiên Di, Thiên Di. Thiên Bảo chuẩn bị con. A. À. A. À. À, rồi, Thiên Bảo chuẩn bị đi con. A. À. Ủa, Thiên Bảo đâu rồi? Sao kêu Thiên Bảo không nghe? Thiên Bảo. Thiên Bảo ơi, không nghe gì hết trơn luôn. Thôi, mời Gia Hân trước đi. A. À. Đúng rồi, rồi mời cả lớp nè, các bạn sau chuẩn bị nha. Mời. A. Rất là giỏi nha. Ở đây thầy thấy có bạn Hồng Vân, Hạo Kiệt, Thanh Vũ, Thịnh Phát, Diễm Khuê, Linh Nhi, Ngọc Thanh, Thùy Dương, Bảo Ngọc, Hữu Hùng, Thảo Nguyên, Bảo Lâm, Nhã Uyên, Thọ Khôi, Tuệ Minh. Các bạn đang giơ tay đợi nha. Đợi những thử thách tiếp theo nha. Bây giờ tôi không kêu, lát tôi kêu cái khó hơn. Nào còn bây giờ xin mời các bạn cùng làm cho thầy một bài tập nhỏ sau đây. Bài tập được mang tên là Listen and Choose. Ủa, Listen and Choose là gì ta? Listen and choose là gì mấy con? Ủa mà chọn gì? Chọn là chọn gì? Chọn quà hả? Hay chọn bánh kẹo? Chọn đồ đó, bánh bún.
Đúng rồi. Vậy thì tụi con sẽ ghi vào khung chat cho thầy là one hoặc là two hoặc là three. Hiểu không? Rồi ví dụ nè. Giờ thầy ví dụ nè, thầy làm mẫu nè. Mấy con coi 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 có làm được hay không nha, để coi bạn nào là nhanh nhất nè. Thí dụ thầy đọc là bad. Là số mấy? Trời ơi, giỏi dữ vậy đó. Biết sao không? Yeah, bad. Banh cái miệng ra như vậy thì chắc chắn đó là number two. Và nói nghe, đây là những siêu nhân này nha. Trời, làm lẹ quá trời luôn. Đó là Võ Hà Ân, Phạm Hoàng Gia Hân, Trần Gia Bảo, Trần Trịnh Kim Ngân, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thọ Khôi, Nguyễn Đăng Tuệ Minh, Nguyễn Thiện Vũ, Nguyễn Thảo Nguyên, Elsa, Lê Nguyễn Thảo Nguyên đó, bạn Elsa, từ nay thầy gọi là Elsa nha. Hạo Kiệt nè, Laura nè, đó thấy chưa, Thùy Dương, vân vân, quá trời. Hiểu chưa? Đó, bây giờ nè, cả lớp. Are you ready, class? Yes. Rồi, nhưng mà các con ơi, các con không có nghe thầy đọc, mà các con sẽ nghe người bản ngữ đọc. Khó lắm nha, nghe cho kỹ vô nha. Listen carefully, class. Listen and choose one or two or three. Bot. Đó. Thấy chưa? Bot. Đấy, cái gì vậy ta? Khó quá hả? Bot. 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 Mình mà đọc là bot. Mình mà mở cái miệng mình như vậy nè. Bot. Vậy thì nó là cái gì vậy ta? Bot. Nghe rõ không? Bot. Bot. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chính là cái âm số số 1. Yeah, number 1. Bot. Thầy nhắc lại nè, để đọc cái âm số 1 này đó, nếu mà phiên âm ra đó mấy con, nó sẽ là cái âm này nè. Mặc dù nó viết là chữ O nha, nhưng mà cái phiên âm của nó và cái cách đọc là mình phải làm sao? Hạ cái cầm dưới xuống, đọc là bot. Bot. Now listen again. Bot. Thấy chưa? Bot. 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 Đó, thấy không? Nào cả lớp đọc bắt chước người bản ngữ giùm thầy nè. Bot. Đúng rồi, mình thả lỏng cái miệng. Tụi con phải nhớ cái chữ thả lỏng. Tụi con mà đọc thành chữ A là bat là sai bét luôn nha. Bat là con dơi mà, đúng không? Cái này bot. Bot, nói chung là bot là một cái chương trình ở trong máy tính đó con ạ. À. Đọc là bot. Được không? Rồi, đâu bạn bạn Hồng Vân đọc thầy nghe coi, đọc nè, bot. Ok, that's good. Rồi thầy mời bạn Hạo Kiệt đọc thầy nghe nè, Thanh Vũ chuẩn bị nè. Ok, that's very good. Rồi mời Thanh Vũ đọc thầy nghe, Thịnh Phát chuẩn bị con. Bot. Trời ơi, quá đẹp, quá chuẩn nha. Đổi tên đi con đang xài tên của bố đó. Rồi xin mời Thịnh Phát nè, bot. Bot. Trời ơi, giỏi quá, ai cũng giỏi hết. Còn bây giờ là đáp án nha. Yes, number one, and chúc mừng 10 bạn top 10. Để coi ai được lọt vào top 10. Number one, Nguyễn Đăng Tuệ Minh. Number two, Trần Trịnh Kim Ngân. Number three, Phạm Hoàng Gia Hân. Four, Trương Amanda. Five, Lương Thiên Di. Six, Võ Hà Ân Daisy. Seven, Nguyễn Hồng Ân. Nguyễn Hồng Vân. Eight, Nhâm Hảo Kiệt. Nine, Lê Nguyễn Hà Nam. And 10 là Lê Nguyễn Thảo Nguyên, Elsa. Yes, chúc mừng các con nha. And now class, we go to question number 2. Listen and choose. Now, what is it? Nat. 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 Ok. Và listen cái này và chọn cho thầy luôn. Net. 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 What is that? Net. Yes. This is number 3. Đúng rồi đó. Net. Đây chính là net. Và cái kia. Nat. Nat.
người ta banh cái miệng mình ra. À, thầy nói nhỏ với tụi con thôi, đây là một cái giọng khá là phổ biến của Mỹ, đó là cái chữ A, và người ta có hơi e một chút xíu ở khúc đầu, nhưng mà không sao, nó vẫn là banh miệng ra nè. Nat. Nat. Ok, nat. Nó khác với là chữ net hồi nãy đúng không? Nat. Rồi, ok. Và bây giờ, listen and choose. One or two or three. Not. What about this one? Not. 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 Not là không đó nha. Là không nha. Rồi, ok. Thank you very much. Rồi, các con đã chọn rất giỏi. Thank you very much. Vậy thì thầy vừa cho các con nghe ba cái luôn ha. 3, 2, 1. Okay. Còn bây giờ? Bây giờ là tính điểm này nha. Top 10. Chọn top 10. Now class. Listen and choose. Got. Wow. Got. 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 Do you hear that? Got. 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 Rõ ràng là mình mở cái miệng mình ra theo chiều dọc. À, got, đúng không? Vậy thì đó chính là yes, very good. Number one class, very good. And congratulations, top 10 new show. Laura, bạn Laura, chúc mừng con nha. Nhâm Hậu Kiệt, Hoàng Quốc Huy, Phạm Hoàng Gia Hân, Trương Amanda, Nguyễn Đăng Tuệ Minh, Lương Thiên Di, Nguyễn Thọ Khôi, Võ Hà Ân và Đào Thanh Hà. Ôi trời ơi, chúc mừng các top 10 nha. Mà thầy cũng vẫn muốn đọc tên một số bạn làm đúng để khuyến khích các bạn nè. Đó là Trần Lê Nhật Ánh, Trần Ngọc Thanh, Diễm Khuê, Gia Hân, Ái Như, Thịnh Phát, Tiến Đạt, Trí Đức, Lã Bảo Ngọc, Hà Nam, Thủy Tiên, Thùy Dương, Mario, Bảo Lâm, vân vân, Hữu Hùng, vân vân. Okay, that's right. Thank you very much. Ok, bây giờ khó hơn chút nè mấy con. Nghe nè. Nghe cho kỹ nha. Coi chừng nhầm nha. Nào, listen class, listen. Chúng ta có cái này ghi là O, là A, là E. Nhưng mà nghe đọc cho nó kỹ vô. Bond. Trời, sao tụi con giỏi quá vậy? Bond. Không bị lừa luôn. Bond. 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 Đó chính là number one. Đúng rồi, Hồng Hiếu, Hào Kiệt, Gia Hân, Amanda Thiên Di, Lisa, Daisy, Thanh Hà, Hồng Vân và Mai Tiến Đạt. Đúng rồi. Bond. Rồi bây giờ nghe cho thầy cái này là cái gì nè? Band. Band. Nghe cho kỹ nha. Band. 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 Bè cái miệng ra. Band. Band. Oh, band. Okay, đó chính là number two. Okay, and what about this? Bend. Bend. What is it? Bend. Number three. Đúng rồi đó con, giỏi lắm. Chúng ta có bond là sự liên kết nè. Band là cái ban nhạc nè. Và bend là bẻ cong nè ha. Okay. Bây giờ là giờ phút quyết định. Thầy muốn các con đọc cho thầy cả ba từ. Bạn nào dũng cảm thì hãy giơ tay lên. Đọc nè. Bond. Band. Bend. Lại nha. Bond. Là mình phải làm sao? Nhớ đó. Mở cái miệng ra theo chiều dọc. Nghe không? Đọc là bond. Còn cái này đọc là band. Nhớ cái miệng bè ra không? Band. Và bên này đọc là band, nó là chữ E thôi. Rồi bạn nào xung phong? Ok, đâu? Mời bạn Diễm Khuê đọc ba chữ cho thầy đi. Linh Nhi chuẩn bị. Bond, band, band. Bond, band, band. 10 điểm về chỗ. Quá giỏi. Mời Linh Nhi, Thùy Dương. Bond, band, band. Đó đó con, 10 điểm cho con. Thùy Dương, you please. Bảo Ngọc chuẩn bị. Bond, band, band. Đúng rồi, thank you. Bảo Ngọc mời con đi. Hữu Hùng chuẩn bị nè. Bond, band, band. Ừ, cái số 3 con đọc cho nó thành E luôn nè. Band. Band. That's right. Okay, thank you. Rồi, Hữu Hùng mời con Mario chuẩn bị đi. Bond. Band. Band. Ờ, à, lại đi con. Rồi, lại lần nữa nè. Bond. Band. Đó đó Hữu Hùng, chúc mừng con. Mario, you please. Thọ Khôi chuẩn bị đi con. Bom, bom, ban,
ban ban. Đúng rồi đó, nhưng mà đọc cho từ từ vô ha, đọc cho nó giống tiếng Mỹ một chút xíu, đừng đọc giống tiếng Việt bon ban ban. Nghe nó hơi quê đúng không? Đọc là bon ban ban. Đó, rồi thầy mời Thọ Khôi đọc nghe thử nè, Tuệ Minh chuẩn bị. Louder please Khôi, Khôi con đọc to lên. Thầy không chưa nghe rõ lắm nè, Khôi đọc to lên con nè. Bon. Bon. Rồi. Bon. Ben. Đó đó con, 10 điểm đúng rồi đó con nha. Mời Tuệ Minh, Laura chuẩn bị đi con ơi. Bon. Ben. Ben. Very good, 10 điểm. Ai cũng 10 điểm hết trơn, không ai 9 điểm hết trơn vậy ta đâu. Mời Laura. Laura, can you turn on your mic please? Nhật Ánh chuẩn bị đi con. Bon. Ben. Ben. Rồi đọc hay quá, mốt chắc phải giới thiệu cho con vô làm lồng tiếng cho Disney quá. Ok, nào mời Nhật Ánh nè, Ngọc Thanh chuẩn bị đi con ơi. Bond, band, band. Trời ơi, giỏi quá. Rồi, được rồi, cảm ơn mấy con. Rồi mấy bạn ở dưới đang giơ tay, một lát thì sẽ gọi tiếp. Now class, listen to the last one. Cho con suy nghĩ đó. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho kỹ vô. Suy nghĩ về tiếng Mỹ đi mấy con. Đọc sao? Trời, đừng nói đọc là mót mát mét nha. Đọc vậy thôi, té xỉu. Được chưa? Chuẩn bị nha. Thầy muốn mình nhờ bạn Trần Ngọc Tú Quỳnh, thầy mời con đại diện cho các bạn nói thử coi sao nha. Tú Quỳnh, con có sẵn sàng không? 1, 2, 3, con nói cho các bạn nghe xem nào Tú Quỳnh. Quỳnh ơi, Quỳnh. Rồi. Trời, con không biết nào. Không sao. À, vậy thì con đoán đi. Con đọc như thế nào rồi thầy sửa cho. Số 1 con thử, con nghĩ là đọc như thế nào? Mars. À, đúng rồi đó. Đọc đúng rồi đó. Mars. Đúng không? Số 2 đồng sao con đoán thử đi. Mars. À, trời đúng rồi. Nha, mở miệng ra. Mars. Mars. Rồi, đúng rồi. Còn số 3 đọc là? Mars. Mars. À, đúng rồi. Trời, con đọc đúng rồi đó. Thank you, Tú Quỳnh nha. Vậy thì bây giờ mời các bạn listen and choose. Nghe và lặp lại để coi coi là số mấy. Lần này thì hôm nay ngày nhiêu? Ngày 1 tháng 4 đúng không? À, 1 tháng 4 thì 1 cộng 4 là 5. Thầy sẽ gọi 5 bạn làm nhanh nhất nha. Now listen. Mess. Đã. Ai? Ai biết? Ai biết? Mess. Oh. Mess. Nghe rõ không? Mess. 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 Trời ơi, người ta bánh cái miệng theo chiều ngang vậy nè. Mess. 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 Là âm E đó. Là số 3 nha mấy con. Yes. Vậy thì chúc mừng bạn Trương Amanda, Phạm Hoàng Gia Hưng, Trần Trịnh Kim Ngân, Hoàng Quốc Huy và Nhâm Hạo Kiệt. Trời ái như con người thứ 6. Thật tiếc. Đúng không? Rồi bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 16:40, 1 với 6 là 7, 7 với 4, 11. Sau đây thầy sẽ chọn 11 bạn, chọn đúng câu sau đây. Listen and write. Mars. 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 Khó quá không? Mars. Đó, thấy không? Mars. Rồi, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang học luyện phát âm. Thì chúng ta phải nghe cho kỹ và chọn cho đúng và từ đó mở miệng, mở micro nói thầy nghe để thầy sửa. Còn ai mà ngồi chơi, lo ra, không chịu tập trung thì không thể nào luyện phát âm được đâu. Mars. Và đó chính là? Mars. Mars, number one, con ơi, Mars, đó. Mars. Mars là rêu đó. Mars. Yes, và chúc mừng các bạn sau đây. Nhâm Hậu Kiệt, một Trương Amanda, Phạm Hoàng Gia Hân, Nguyễn Hồng Vân là 4 rồi, Nguyễn Đăng Tuệ Minh, 5, Trần Lê Nhật Ánh, 6, Nguyễn Thọ Khôi, 7, Đỗ Trịnh Phương Linh, 8, Trần Ngọc Thanh, 9, Phùng Trí Đức, 10 và Vương Diễm Khuê, 11, đó là 11 bạn. Ok, Mars, đúng không?
Mars. Nhưng mà sẽ thấy nhiều bạn làm đúng lắm nha. Trí Đức nè, Laura, Bảo Ngọc, nói chung ai cũng làm đúng đó. Ai cũng làm đúng, chỉ là làm không nhanh thôi. Còn bây giờ nghe cho thầy và chọn. Mass. 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 Ok. Yeah, đó là number 2 nha. Number 2 nó hơi hơi e chút thôi, nhưng mà nó phải banh miệng là mass. Ok. Rồi, giỏi lắm. Ok, that's very good. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi đi du lịch. Do you like traveling? If you like traveling, comment yes. I want to see how many people like traveling. Hồng Hiếu, oh nice. Thanh Hà, con đứng nhiều top lắm, nhưng mà top vừa rồi chưa có con. Ráng lên trong những top sau nha. Hồng Vân, Thủy Tiên, Nhật Ánh, Thọ Khôi, Thiên Di, Hồng Hiếu. Thích đi luôn ha. Hào Kiệt thì không thích đi, giống thầy. Thầy không thích đi du lịch. Ok. Yes, Gia Hân, Tuệ Minh, ô ai cũng thích đi hết. Thanh Hà thích đi luôn. Ok. Vậy thì bây giờ cho các con mở micro và đoán tên các thành phố sau đây cho thầy. Which city? Which city? Which city, Glass? Which city? What is this? New York. No, it's not New York. It's not. Dubai. Dubai. Hanoi. No, it's not Dubai. It's not Hanoi. Ho Chi Minh City. I've been living in Ho Chi Minh City for 30 years, but I've never seen this scene before. No, it's not Ho Chi Minh City. Có bạn đã đoán đúng rồi. Có một bạn đã đoán đúng rồi, nhưng mà không dám mở micro. What is it? Bạn Hào Kiệt đã đúng rồi đó. Sydney. No. Ho Chi Minh City. No, it's not. It's not Ho Chi Minh City. I'm sure it's not. Có bạn đoán được rồi đó. Bạn nhầm Hào Kiệt. Dubai. It's not Dubai. I told you it's not Dubai. Not Dubai. California. California? No, it's not. No. USA. No, it's not USA. Rồi, được rồi, có bạn Hào Kiệt, bạn đoán đúng rồi, nhưng mà bạn không chịu mở micro thôi, đúng không? Đó là Shanghai. Do you know where Shanghai is? Where is it? China. Okay, China. Do you like China? Do you like to go to China? No. Okay, right. Đây là thành phố thượng hải của Trung Quốc nha các con nha. Okay, now next class. What city is this? Can you guess? Tokyo. No, it's not Tokyo. It's not. England. England. Not in England. France. Trời ơi, bạn Hào Kiệt giỏi ghê nha. Bạn Hào Kiệt cái nào cũng đoán được hết, nhưng mà lại không mở micro nói. Thôi vậy các con cứ nói tiếp đi. Cho tới khi nào. New York. No, it's not New York. Milan. No, it's not Milan. London. No, it's not. France. Thầy gợi ý cho các con nha. Rồi, để thầy gợi ý nè. Có nghe gợi ý không? Do you like to hear the clues? Này, listen. Cái thành phố này đó, nó là một thành phố của nước Netherlands. Netherlands là nước gì ta? Và ở Hà Nội có một trường trung học cũng có tên của thành phố này luôn. Trường gì ở Hà Nội? Một trường trung học gì ở Hà Nội mà có tên của một cái thành phố của Hà Nội? Amsterdam. Đúng rồi, Amsterdam đó con. Amsterdam, một thành phố rất là đẹp của nước Hà Lan nha. Amsterdam. Rồi, yes, very good. What about this one? Do you guess what city it is? New York. Why do you know it's New York? Why do you know it? America.
Yeah. No, I ask you why. Why do you know it's New York? A Statue of Liberty, đúng rồi đó, thường tượng nữ thần tự do. Nữ thần tự do, nói chậm thôi, nói nhanh quá thành tử thần. No, nữ thần tự do, cầm quyển sách này các con thấy chưa? Thấy nữ chưa? Thần tự do, nữ thần tự do. Muốn tự do là phải đọc sách nha. Rồi, thank you. Không có thích New York in USA. Thank you. And now what about this one? Where is it? Sydney. No, it's not Dubai. It is Sydney. Why do you know it's Sydney? Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. Vậy ai nghĩ rằng đây là Ho Chi Minh City? Thật là vinh dự cho những người Ho Chi Minh City people. Con thấy là con biết là Sydney. Sydney đúng rồi. Đây là Sydney đó. Con đoán đại luôn ha. Có opera. À có cái opera, đúng rồi. Opera House, đây Sydney Opera House rất là đặc trưng ha, nhà hát. Bởi vì con đi rồi, con biết, con đoán đại. Okay, thank you. But my question is where is Sydney? Australia. Thank you so much. Yes, very good. Okay, now what about this one? Nhìn kỹ nha. Where is it? Japan. It is Japan. Japan. Ai Cập. Ai Cập là đúng rồi đó. Ai Cập. Nhưng mà Ai Cập không phải thành phố. Ai Cập là đất nước. Egypt. Thailand. Egypt. Không phải Thái Lan. Ai Cập là đúng rồi. Con đoán Ai Cập là đúng rồi. Nhưng mà What city? What is the name of the city? Anh vỡ con kim tự tháp luôn thầy. Hội An. Lên Google sao đúng. Trời ơi, cái gì mà Hội An? Đã nói Ai Cập là đúng rồi mà còn Hội An là sao? Ai Cập. Ấn Độ City. À, Châu Phi. Trời, có bạn nói Châu Phi. Là Châu Phi đúng không? Đúng là học phát âm rồi xong mình nói Châu Phi. Nghe nó đã ha. Nhưng mà không phải đâu. À đúng rồi, là Châu Phi, nước Ai Cập, và thành phố này là thành phố. Yeah, bạn Hồng Vân nói đúng rồi. Hồng Vân mở micro này nghe coi thành phố gì vậy? Cairo, yeah, thủ đô của Ai Cập nha. Ha, con nói Ai Cập là cũng đúng rồi. Thank you. Tụi con thấy cái pyramid đúng không? À, okay. Now, what about this one? Where is it? Bạn nào đoán được? Russia, đúng rồi. Russia, Moscow, đúng rồi. Moscow của Nga, đúng không? Russia. Ơi. Thầy ơi, cái này ở Nga cũng có đấy thầy. Ở Nga? Ở Việt Nam cũng có hả? Ở Việt Nam cũng có là... Ở Nga cũng có thầy ạ. À, thì đúng rồi, đó là ở Nga mà. Đây là Nga mà. Russia là ở Nga mà. Yeah, Moscow. Lâu đài ở Việt Nam có thầy. À có luôn hả? Lâu đài ở Việt Nam có, là tại vì ở Việt Nam người ta làm giống như vậy thôi con. Chứ cái này là rất đặc trưng của nước Nga. Thế cái tượng kia là gì vậy thầy? À, thầy cũng không biết. Nhưng mà thầy nhìn cái lâu đài này chúng ta... À đấy. Okay, what about this one? Where is it? Paris. Thank you. And what about this one? Cái này khó lắm nha. Bạn nào biết? Italy. Rồi, nhìn thấy cái cờ này đoán được Italy là phải nói là các con very good. Verona. City Verona. Verona. Roma. Italy. Milan. Milan, no. Roma, no. Rome, not Rome. Thành phố này tên bắt đầu bằng chữ V nha. Thành phố này đi tầng sông. Vatican. Okay. Trời ơi, biết Vatican luôn nhưng mà không phải. Rồi Trung Kiên nói đúng rồi kìa. Verona, no, it's not. Venice, that's right, Venice, yeah, that's very, very, very beautiful, is it right? Rồi các con ơi, what city do you like to go to? In the 10 cities that we have talked New York. New York. New York. New York.
Rồi các con thích like cái gì các con? Like tùy mấy đứa nha. Nhưng bây giờ nè mấy con. À quên còn cái nữa, quên mất. What is it, class? What is it? Japan. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi chơi du lịch bằng cách này. Các con thể nghe luật chơi nha. Mình muốn đi nước nào thì mình đi, nhưng mà phải đúng luật chơi. Đây. Được không? Nếu mình muốn đi đó thì mình phải bắt đầu ở cái vị trí start. Nào cả lớp nhìn vào cho thầy vị trí start. Hãy nhớ, nếu mình muốn rẽ trái, mình sẽ nói cho thầy âm số 1 là âm A. A không có mở miệng quá to mà chỉ mở theo chiều dọc. A. A. Yeah, number one. Được chưa? A là rẽ bên trái nha. Nếu muốn đi thẳng, nói cho thầy chữ A. Mở miệng banh miệng ra. A. 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 Nếu muốn rẽ phải, nói chữ E. E. Hiểu không? Bây giờ thầy ví dụ nha. Chúng ta hãy cùng đứng ở vị trí start giùm thầy đi nào. Đố mấy con thầy muốn đi đâu nha. Đó là A và E. Where? Nếu thầy nói là A và E là thầy muốn đi đâu? Ồ, các con đã đoán được rồi. That's right. Lại lần nữa nè. A, E là thầy đi đâu vậy? A, E. Rồi, chúng ta cùng đi với nhau. Từ vị trí A. Từ vị trí này chúng ta nói là A, nghĩa là âm số 1, đúng không con? Âm này nè, A nè. Là thầy phải rẽ trái, là các con phải đi qua bên trái giùm thầy đây. Đi bên trái, đứng đây. Đứng đây sau đó mình nói gì? E. Âm E là âm số 3 đúng không? Thì mình phải rẽ phải là rẽ qua bên này. Oh, thì đó là đi Shanghai. Chúc mừng các bạn đã đoán đúng Shanghai. Hiểu không? Rồi, thêm một cái nữa nha. Rồi sau đó các con sẽ nói cho thầy biết các con muốn đi đâu bằng cách phát âm lên cho thầy nghe. Nào, các con nghe và đoán cho thầy biết là thầy muốn đi đâu nè. A. A là đi đâu? A. A là đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Yes, giỏi quá. Trời ơi, như vậy là quá giỏi. Trời ơi. Yes, that's right. Phần lớn các con đều đoán đúng nha. Nhưng mà một số bạn vẫn đoán sai. Nghe lại lần nữa nè. A. A thì mở miệng ra như vậy. A mở rộng ra như vậy nè. A. Và sau đó là A. Vậy thì đi đâu? Yes. Có phải là từ start này không? Từ đây. A là đi thẳng. Tại đó là âm số 2. A lên tới đây. Xong rồi. A là âm số 1 là vẽ bên trái. A thì đó là đi Amsterdam. Hiểu không? Yeah, that's right. Và bây giờ thầy mời các con nghe thêm một lần cuối rồi các con sẽ thực hành. Đối mấy đứa biết thầy muốn đi đâu nha. E, A. E, A. E, 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 E. Chữ E nha. E, A. Không phải là A, A, mà là E, A. Đó chính là đi. Từ đây ha. E là mình rẽ bên phải qua bên này. Yes. Và A là rẽ trái qua bên này là New York. Yes, New York nha mấy con nha, New York. Và bây giờ bạn nào muốn đi đâu và thách đố các bạn
thì hãy comment cho thầy cái tên của thành phố đó. Comment vô cho thầy đi. Comment vô đi các con. Comment vào. Comment vào. Comment vào. Rồi. Thank you. That's very good. Thầy sẽ mời bạn Trần Trịnh Kim Ngân mở hàng cho cả lớp. Rồi Kim Ngân, con dẫn các bạn đi đâu? Các bạn nghe và sau đó mở micro trả lời. Mời con, dẫn các bạn đi đi. Sao nữa? Ủa sao thầy nghe con âm mà con nói lại lần nữa nè. Hai, ba. Rồi, là đi đâu vậy mấy con? Moscow. Giỏi lắm, đúng rồi. Moscow, tức là đi thẳng và đi thẳng hai lần. Bạn Ngân đã nói đúng cái chữ Moscow mà bạn nhắn rồi. Còn bây giờ thầy rất muốn mời bạn Phan Ngọc Quý. Thầy đã thấy cái lựa chọn của Ngọc Quý rồi. Và Ngọc Quý, con hãy cho các bạn biết con đi đâu nào. Ngọc Quý, mời. Ủa Quý ơi. Rồi, mời con. Giờ đọc luôn đó thầy. Đọc luôn con, đọc A, E, A cho đúng. Và dẫn các bạn đi tới nơi con muốn. Bắt đầu. E. O. Rồi. Đi đâu vậy mấy đứa? New York. Điều đó có nghĩa rằng Ngọc Quý đã đọc rất chính xác thì các bạn mới đoán được đúng không? Còn bây giờ thầy xin mời bạn bạn nào nãy giờ chưa phát biểu đâu, hãy comment cho thầy đi. Rồi thầy mời Thanh Hà đi ha. Thanh Hà, con hãy dẫn bạn con tới cái chỗ đó giùm thầy đi nào. Thầy thấy rồi đó. Đọc sao con Thanh Hà? Để đi tới đó đọc sao? Rồi, lại nha, con nói lại đi. Chúng ta chỉ có ba âm thôi nè Hà, là A, A và E. Đó, đúng rồi, và A. A và A, đúng không? Vậy là đi đâu vậy cả lớp? Cairo. A và A, xin lỗi lộn, A và A là rẽ trái rồi đi thẳng là đi Cairo đó ha. Rồi, thầy thấy Hà, con ghi là Venice mà con đọc thành Cairo ha. Kệ, okay, không sao, kệ. Okay. Rồi, ai nữa? Mời bạn... bạn nào? À, bạn Gia Hân hỏi thầy cái chữ ở giữa đọc như thế nào? Đọc là A, con mở miệng thoải mái ra, đọc A, A nha, A. Thầy mời là Thảo Nguyên Elsa đọc cho các bạn nghe đi. Các bạn listen and answer. Rồi, Ái Như chuẩn bị. Where is it, class? Where does Tokyo. Đúng rồi đó. Đó là Tokyo nha. Thế còn Ái Như thì sao? Where do you want to take your classmates to? Phương Anh chuẩn bị. Rồi. Where? Tokyo. Moscow. Hết rồi, đi tán loạn hết rồi. Bây giờ mời hướng dẫn viên Ái Như đọc lại lần nữa kỹ càng và rõ ràng cho các bạn nào. Listen. Đó. Là đâu mấy đứa? Tokyo. Thầy nghe là e là Tokyo mà phải không Như? Con đi Tokyo phải không? Rồi nhưng mà dù là con đi đâu thầy không biết, nhưng mà con đọc vậy là mình đã đi tới Tokyo đó nha. Đúng không ạ? Đúng rồi. Yes, that's right. Nào mời Phương Anh. Và sau đó chúng ta sẽ chơi trò tiếp theo nè mấy con. Phương Anh, dạ, đọc cho con. Dạ thưa thầy. Mời. Rồi lại lần nữa. Phương Anh đọc lại nữa. Ê, xin lỗi. À, xin lỗi. Rồi, tự nhiên kêu mà cả lớp mở micro lại. Phương Anh một lần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ nè. Phương Anh. Say again. Dạ thưa thầy là A. Rồi, rất rõ ràng. Where?
Shanghai. Shanghai. Rồi, bạn Phương Anh đồng ý mình đi Shanghai là đúng. Lần sau, qua bữa sau, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi rất hay nè mấy con, đó là trao hoa cho bạn mình. Các con sẽ về nhà tập đọc các từ sau đây. Đây. I have got a bad bed. Thấy chưa? Đọc cho nó rõ ràng để các bạn mình sẽ trao hoa cho mình bằng cách là bầu chọn cho những câu nói hay. Hay là my mom has sent some sand to Dan. Sao mà nó lẹo cái lưỡi luôn vậy? Các con phải về nhà tập thôi nha. Câu số 3 nè. The cat has caught my cap. Đó, thấy chưa khó không? Quá trời là khó luôn vậy nha. So class, thank you for coming and see you next time. See you next week. Bye.